Con này là con một cái con gì đó, nói chung là cái mỏ rồi cũng kỳ ha, nhưng mà đang bước lên trên một cái dũng nước đó mọi người, đang bước lên sủi nếp. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tô cái cây dừa bên đây nhé. Cây dừa này thì mình sẽ tô bằng house. No. Clip này nữa là clip tới bao nhiêu nhỉ? À clip 16 rồi. Còn 14 clip nữa. Cũng nhanh chứ bộ. Còn 14 clip nữa hai cũng nhanh. Rồi chết mẹ rồi. Đã lấy lộn rồi. Sorry chết. Lỡ lộn cái này rồi. Mình còn 14 clip nữa. 14 lít nữa thì đâu đó khoảng tầm 2 tiếng nữa mới xong. Bây giờ chắc là tầm 3 giờ thì 5 giờ tầm 5 giờ xong. Ôi, giá trời 5 giờ xong thì mình sẽ khỏe rồi. Thật ra nếu mà tính đúng rồi mình còn hôm qua 4 lít cũng ở tối quay. Cái quay là xong. Hiện tại mình đang còn 240 clip nữa là xong. 300 clip, 240. Này cứ 30 video là được. Có lên. Không gì là không thể. Chỉ sợ làm không bền. Đây nữa nhé. Đó. Rồi tiếp theo là con này thì mình sẽ tô hai vị trí, một là cái mỏ và cái này. Thì trời nước ở đâu vậy? Rồi mình sẽ sử dụng màu xanh đậm đi. Thôi cho cái miệng này. Màu xanh này cũng chưa hẳn là đậm lắm đâu nha. Nó chỉ là đậm ở cái mức trung bình thôi. Chứ còn cái màu xanh đậm kia là nó đen, xanh đen á mọi người. Phải nói là xanh đen mới đúng. Đậm lè, đậm lắm. Rồi mình sẽ tô tiếp tục. Cảm giác còn hơi nó chảy rồng rồng luôn ý ơi. Đó. Và những cái phần móng móng này mình cũng sẽ tô màu xanh luôn nha. Rồi tiếp theo sẽ là cái con này thì mình sẽ sử dụng màu hồng. Từ xưa đến giờ mình chưa có cái có kết hợp màu hồng và màu xanh này lại với nhau, cho nên là bây giờ mình sẽ kết hợp nha. Mưa rồi. Mưa rồi ồn mọi người. Mọi người có nghe mình nói rõ không?
sạch ghê. Tiếp theo là màu xanh nước biển nha. Hơi ồn mọi người nha. Mình quay clip này xong chắc mình tạm ngưng một tí. Tại vì mưa ấy nó hơi ồn. Rồi mình sẽ tô cái nhánh cây này là màu xanh nước biển. Mình tô màu cho con vật mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần tiếp theo của mình nhé.